Xin chào, đây là một cái nhìn tổng quát của ứng dụng trên một 2N điện thoại thông minh cho phép bạn tìm hiểu các con số trong nhiều ngôn ngữ. Ứng dụng này cho phép bạn lựa chọn giữa hàng chục ngôn ngữ, ví dụ chọn chữ Ả Rập. Trong ngôn ngữ này, chúng ta có thể nhập một số từ 1 đến 9 và chữ viết của nó xuất hiện. Chúng ta có thể thay đổi kích thước của mỗi dòng và chúng ta có thể nghe để thâu âm giọng nói của bạn, xin hãy bấm vào nút này. Để dừng lại, hãy bấm vào nút này. Sau đó, chúng ta có thể thay đổi ngôn ngữ và lựa chọn ví dụ tiếng Trung Quốc. Số này được viết bằng ngôn ngữ mới và phát âm với ngôn ngữ máy này. Một bộ thứ hai bao gồm ứng dụng nghe mà bạn phát âm. Một số mà bạn chọn kiến thức, ví dụ một số ba chữ số. Sau đó, bạn có ba thử nghiệm để nói những con số mà bạn đã nghe được. Sau ba thử nghiệm, ứng dụng đưa ra cho bạn kết quả tốt. Cuối cùng, một công cụ chuyển đổi tiền tệ cho phép bạn lựa chọn tiền tệ bằng cách nhấp vào lá cờ, ví dụ đồng peso Argentina. Bạn nhập số tiền từ 1 đến 9 số, ví dụ 1 triệu peso. Và sau đó bạn lựa chọn loại tiền tệ khi đến, ví dụ như đồng nhân dân tệ Trung Quốc và ứng dụng sử dụng tỷ giá hối đoái được cập nhập hàng ngày đưa ra cho bạn số tiền tương đương của đồng tiền đó. Bạn có thể thay đổi số tiền người này bằng cách làm tròn, ví dụ 1.000. Và bạn chọn ngôn ngữ, tiếng mà số tiền chuyên đổi sẽ phát âm, ví dụ như tiếng Quảng Đông. Cảm ơn bạn đã chuyên lắng nghe.